do gì hình ảnh tiêm kích tàng hình Trung Quốc trên mô hình tàu sân bay mới. Gợi ý mới nhất về việc PLAN cũng có thể triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình lên Thai 003 xuất hiện dưới dạng một bức ảnh mờ MM mờ mà ai đó đã chụp được tại một cơ sở thử nghiệm của Hải quân Trung Quốc ở Vũ Hán. Hải quân Trung Quốc đang đóng một tàu sân bay mới và có những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy nó có kế hoạch chất lên bom các tiêm kích tàng hình. Nếu đúng như vậy, Hải quân Giải phóng Nhân dân PLAN sẽ là lực lượng hải quân thứ hai trên thế giới sau Mỹ, đưa một chiếc máy bay chiến đấu có khả năng hiển thị radar ở mức thấp lên một tàu sân bay được trang bị máy phóng. Sau câu chuyện kéo dài 14 năm liên quan đến vụ mua đồ thanh lý từ Ukraine, sau đó là quá trình cải tạo đầy gian nan. Vào năm 2012, Trung Quốc đã đưa vào vận hành hàng không mẫu hạm đầu tiên của mình, tàu sân bay Liêu Ninh. 7 năm sau, PLAN đã đưa vào vận hành tàu sân bay Sơn Đông, hàng không mẫu hạm đầu tiên được chế tạo tại địa phương, một bản sao được sửa đổi một chút của Liêu Ninh. Các tàu sân bay này dài khoảng 314 m mỗi tàu có vài chục máy bay chiến đấu J-15 là bản sao của Trung Quốc dựa theo dòng tiêm kích Su-33 Nga không tàng hình. Tuy nhiên, cả hai tàu sân bay đều không có máy phóng. Chúng phóng máy bay qua một đoạn đường dốc kiểu nhảy cầu. Điều đó giới hạn lượng nhiên liệu và vũ khí mà tiêm kích J-15 có thể mang theo. Dường như PLAN sắp sửa chữa vấn đề đó. Tàu sân bay Thai 003 mới được đóng tại nhà máy đóng tàu ở Thượng Hải từ 2016, có hai máy phóng ở mũi tàu. Phòng máy bay qua máy phóng thay vì sử dụng đường dốc cho phép chúng mang theo đầy đủ vũ khí và nhiên liệu. Bắc Kinh dường như đang nhanh chóng tìm cách khai thác tiềm năng lớn hơn của Thai 003. PLAN đang phát triển một máy bay radar cảnh báo sớm hai động cơ tương tự như máy bay E2 của Mỹ, máy bay radar KJ-600 rõ ràng là quá nặng đối với Liêu Ninh và Sơn Đông, nhưng sẽ hoạt động tốt trên thai 003 với điều kiện máy phóng của tàu hoạt động tốt. Gợi ý mới nhất về việc PLAN cũng có thể triển khai các máy bay chiến đấu tăng hình lên thai 003 xuất hiện dưới dạng một bức ảnh mờ mờ mà ai đó chụp được tại một cơ sở thử nghiệm của Hải quân Trung Quốc ở Vũ Hán. Ở Vũ Hán, PLAN đã chế tạo các bản mô phỏng thiết kế tàu chiến mới của họ để thử nghiệm các bố trí cảm biến. Cơ sở ở Vũ Hán có mô hình tàu tuần dương Thai 055 cũng như mô hình một phần sàn đáp của tàu Thai 003. Bức ảnh mới về mô hình tàu Thai 003 bằng bê tông cho thấy ngoài một máy bay mô phỏng J-15 và KJ-600 có có tiêm kích FC-31. Tập đoàn máy bay Thẩm Dương đã và đang phát triển FC-31 hai động cơ như một máy bay bổ trợ nhỏ hơn, nhẹ hơn, có khả năng rẻ hơn cho dòng tiêm kích J-20. Máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên và duy nhất của không quân Trung Quốc. Có tin đồn cho rằng PLAN đã để mắt tới FC-31 như một máy bay chiến đấu trên tàu sân bay. Sự xuất hiện của loại máy bay này ở Vũ Hán là tín hiệu mạnh nhất cho đến nay rằng những tin đồn đó là sự thật. Type 003 có thể được đưa vào hoạt động sớm nhất vào năm 2015, lúc đó PLAN sẽ có 3 tàu sân bay. Liêu Ninh và Sơn Đông có thể vẫn sẽ vận chuyển những chiếc Z-15 nhưng Thai 003 có thể đi cùng với sự kết hợp của J-15, FC-31 và KJ-600 ngoài các trực thăng thông thường. Nếu cấu hình có vẻ quen thuộc thì đó là vì nó gần giống với cấu hình không đoàn trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Các tàu sân bay Mỹ sắp tới cũng sẽ bao gồm hai loại máy bay chiến đấu, một loại tàng hình, một loại không cùng với máy bay radar và trực thăng. Điều này không có nghĩa là không đoàn trên tàu Trung Quốc sẽ sở hữu tất cả các khả năng của đối thủ Mỹ. Hải quân Mỹ vận hành các máy bay phản lực gây nhiễu radar được chế tạo có mục đích. Họ cũng hỗ trợ các máy bay chở dầu bằng máy bay không người lái để tự động tiếp nhiên liệu trên không. Hải quân Trung Quốc vẫn chưa bắt đầu triển khai máy bay tương tự. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ